Vâng, Nội thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Em có một sản phẩm đó là đồng hồ tứ trụ hàng 21 và vân cực kỳ là đẹp. Thì các bạn nào yêu mến thì liên hệ trực tiếp qua xưởng để đặt hàng nhé. Cái dòng sản phẩm này là vân có 102 này. Đấy. Em chưa thấy một sản phẩm đồng hồ nào mà có cái phần vân mà giống như kiểu vân hoa gia báo như này. Nhưng mà chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi. Đấy, vân các bạn nhìn thấy này, giống y hệt gia báo luôn. Giống như những dòng vân gỗ hương vân và hoặc là những dòng gỗ hương theo kiểu mà có hoa vân hoa gia báo ấy, thì đây là sản phẩm gỗ hương đá được tuyển những cái phần vân rất là đẹp. Cây này thì bên em chưa có chủ nhân nhé, mà em vừa mới phun xong và cái lớp sơn của xưởng bên em phun ra thì cực kỳ là bóng mịn. Các bạn nhìn thấy này, em quay cho mọi người xem trên màn hình gần hơn chi tiết để mọi người cảm thấy cái độ bóng của sản phẩm của xưởng bên em. Ở các xưởng khác thì nếu mà các bác mua hàng ấy, bảo họ quay cho là cận cảnh xem là các cái khu vực góc cạnh hoặc là các khu vực bên trong các xưởng khác họ có phun được bóng như thế này không nhá. Còn xưởng bên em thì cam kết với các bác này, bất kỳ chỗ nào cũng đều được thợ bên em phun bóng. Nếu mà các bác mua hàng mà các bác có thể đứng ở xa mà người ta quay cho người xem ấy, người ta chỉ quay xa thôi thì các bác không thể nào biết được cái chất lượng sản phẩm. Nên là khi mà các bác mua hàng, các bác phải đứng lại gần như này, bảo họ quay vào tận cận cảnh như này, xem cái độ bóng của các xưởng khác họ làm có được như thế này không nhá. Chứ còn nếu mà các bác xem cái hình dáng kiểu thức bên ngoài thì không thể nào mà nhận biết được, đúng không ạ? Và hàng của bên em thì hàng nó lại hàng dày nữa. Các bác xem cái độ dày của gỗ nữa để mà đảm bảo cái chất lượng sản phẩm. Nếu mọi người xem hình dáng, các bác xem hình dáng thì giống nhau à, giống nhau. Ván họ làm mỏng hơn và gỗ họ làm tiết kiệm đi, sơn họ làm tiết kiệm đi thì chắc chắn giá tiền nó rẻ đi và chất lượng sản phẩm nó không được đẹp và bền bỉ được, đúng không ạ? Các bác nhìn thấy một cái sản phẩm mà được đẹp, tô điểm đẹp như thế này thì bất kỳ các xưởng khác em cam kết với mọi người là không có xưởng nào làm được đẹp như thế này cả. Đấy, các bác có thể soi bất kỳ một cái góc cạnh nào của sản phẩm bên xưởng em. Em sẽ quay cho mọi người xem đầy đủ chi tiết sản phẩm của xưởng em mọi nhé. Sản phẩm này được làm rất chi là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp mắt, các bác nhìn thấy này, đúng không? Vòm của nó này, hàng rất chi mịn màng. Đấy, phun bóng đầy đủ, kể cả những cái phần phía bên trong nhỉ. Đấy, chuông kêu rất to. Đây, các bác nhìn thấy phun bóng sờ vào rất mịn màng luôn nhé. Cái phần phun bóng của xưởng bên em thì cam kết với các bác là mặt trong bên em phun bóng đẹp như mặt bên ngoài của các xưởng khác luôn. Đây, các bác nhìn thấy đây, sờ vào không mịn màng, các bác trả về nghe cho em. Còn các xưởng khác họ chỉ có quét lót thôi mọi người nhé. Bên em là qua lót, qua mò, qua 3 lớp lót, 1 lớp mò, 2 lớp bóng. Có các xưởng khác họ chỉ 1 lót, không có mò, không có bóng, coi nhá. Con em là tận 3 lớp lót cơ. Đấy. Các bác nhìn thấy nó để ý rất nhiều lớp sơn luôn. Và bên em tổng có tầm độ 5 lớp sơn. 3 lót, 1 màu và 1 bóng. À siêu bác 2 bóng. 3 lót, 1 màu, 2 bóng là 6 lớp sơn. Có các xưởng khác thì làm sao? Một lót ở phía bên trong là hết, không có làm gì cả. Đây xưởng bên em không có thiếu gì để hoàn thiện cho mọi người coi nhá. Đây, các bác nhìn thấy này. Đằng sau lưng đây. Sau lưng rất mịn các bác nhá. Rất mịn màng, sờ vào là phải mịn màng nhé. Nó không có được sơ rác. Các bác mua hàng thì bảo họ quay cho mọi người xem ở các khu vực như thế này họ có phun bóng không. Đấy, hàng bên em có nhìn thấy này, hàng này đẹp, nó đẹp như thế này thì tất nhiên là nó chỉ cộng thêm vài trăm nghìn thôi. Bên em không có bán cao cho mọi người các bác nhé. Không có bán cao cho mọi người. Với giá của cây 2m1 và rộng 83 phân như này, sâu 41 phân, bên em bán giá là 10 triệu đồng. Cái miễn phí vận chuyển cho bác là 50 km đầu tiên. Đấy, hàng rất đẹp và miễn phí rất là nhiều cái khuyến mại cho người. Sơn trước các thứ là đẹp mắt mọi nhé. Con này lắp phụ kiện bằng nhôm. Lắp phụ kiện bằng nhôm. Mọi người nào yêu mến thì liên hệ trực tiếp qua xưởng tại làng nghề Tôn Châu Phong, Thành Liên Đào, huyện Đông Anh, thành phố Đà Lạt. Ok, em xin cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.